Cái dòng điện thoại gaming phone mà chúng ta rất là yêu thích đã khai tử rồi. Đây là cái con Legion Phone. Nếu mà nói về gaming phone thì thật ra đây cũng không phải là một thông tin quá là lạ hay là không thể đoán định được. Nhưng vấn đề là gì? Vừa mới khai tử con Black Shark xong, sao bây giờ lại khai tử Legion Phone? Nó là một cái định hướng mà chúng ta thấy là thị trường luôn luôn hướng đến thôi. Gaming phone thì có từ lâu rồi các bạn ạ. Về lịch sử của nó thì chúng ta có thể kể tới những dòng như là Engage của Nokia. Engage thì được ra mắt vào năm 2003. Đây là một chiếc điện thoại được coi là smartphone rồi. Và với cái định hướng này thì Nokia muốn đối đầu với cả Game Boy. Thiết kế của nó rất là hay, đấy là màn hình và phím bấm sẽ phù hợp cho người dùng ở tư thế là màn hình ngang. Nhưng mà doanh số của nó thì không thành công lắm và sau đó thì đã bị hủy bỏ. Nghĩa là vấn đề là nó ngủ chỗ ấy. Đến như con PS Vita nhá, có cả ngàn game vẫn fail. Chú biết con Engage là bao nhiêu game? 56 game. Sau năm 2004 thì chúng ta có một cái dòng mới hơn là Engage QD. Còn con Engage QD này thì nhỏ hơn, nhẹ hơn và kết nối với cả đa phương tiện tốt hơn. Đấy, nhưng mà dù sao thì đây vẫn là hai cái dòng gaming phone bị fail. Thứ hai là chúng ta có Sony Xperia Play vào năm 2011. Thì đây là một trong những con khá là độc đáo. Nghĩa là đây là một cái dòng sản phẩm mà Sony muốn phát triển song song với cả những PSP và PS Vita. Thay vì cái việc là chạy kho game của Sony thì chúng ta sẽ có một kho game trên Android. Nhìn thì hay nhưng mà trải nghiệm thực tế thì nó hơi củi. 2017 thì chúng ta có sự ra mắt của Razer Phone. Đây có thể coi là một cái dòng khá là giống với cả những cái dòng gaming phone mà chúng ta đang có hiện tại. Không còn nút bấm vật lý quá là nhiều nữa, mà tập trung chủ yếu là việc màn hình sẽ có tần số quét cao. Nghĩa là bản chất nhá, bây giờ các anh em xem thì con này nó không khác gì một con điện thoại phổ thông bây giờ cả. Chẳng qua là ngày xưa nó có chip mạnh này, nó có tản nhiệt này, nó có màn hình 120Hz này, có 8GB RAM này. Sau đó chúng ta có Razer Phone 2 vào năm 2018. Cả hai con này thì bọn mình đã từng làm 30 phút gaming rồi. Thì ở thời điểm đó thì rõ ràng nếu mà so sánh với cả những dòng ROG phone thì con này thua bét luôn. Đấy. Anh có thấy không là những cái dòng gaming phone trước ấy, thì đều là các hãng họ tìm ra một cái sự thiếu của thị trường thì họ đánh vào đó. Với Xperia thì như kiểu là một sự thử nghiệm. Còn với chiếc Razer Phone này thì là đánh vào đúng cái điểm yếu của thị trường thời đó là smartphone nó chưa có một cái cấu hình đủ ổn để mà chạy được các game nặng. Thì họ mới sinh ra cái định nghĩa là gaming phone là gì? Thì đơn giản chỉ là điện thoại thông thường nhưng mà cấu hình cao hơn và tản nhiệt tốt hơn thôi. Sau đó chúng ta có một dòng điện thoại gọi là đẳng cấp rồi. Gọi là đến bây giờ vẫn gọi là chắc là ông này là ông trời cối duy nhất còn lại thôi. LG Phone đầu tiên thì được ra mắt vào những năm 2018 với phiên bản đầu tiên. Từ những phiên bản đầu tiên cho đến phiên bản bây giờ sắp ra mắt là con 7 ấy, thì không khác gì nhau lắm đâu. Nghĩa là những cái DNA của LG Phone bao gồm sạc nhánh này, cắm ở dưới này, bao gồm hai nút trigger này, rồi là bao gồm những cái tản nhiệt này, thì nó sẽ chỉ được nâng cấp từ năm này qua năm khác mà thôi, chứ còn họ sẽ không thay đổi nhiều. Và có một cái điểm mạnh đấy là rất nhiều phụ kiện có thể được tái sử dụng hay là có những cái sự tương thích ngược từ đời này với đời trước. Thì những cái dòng ROG Phone này lại cũng giống như là Razer Phone, nó sẽ thỏa mãn được cái nềm khát của thị trường. Thời điểm đó thì smartphone thông thường là đang cạnh tranh về mặt độ mỏng nhẹ hay là camera hay là màn hình, chứ chưa có một mẫu smartphone nào mà thật sự nó đáp ứng được việc là cày game hardcore cả. Và chúng ta có Black Shark. Black Shark thì đã bị khai tử rồi. Black Shark từng có thời điểm chiếm giữ tới khoảng 40% thị phần gaming phone ở nội địa Trung Quốc nha. Chứng tỏ đây là một thương hiệu rất là được yêu thích ở Trung Quốc đấy. Nhưng các bạn lưu ý là Black Shark nó không phải là của Xiaomi đâu nha. Nó là một dự án mà Xiaomi rót tiền vào. Và cái dòng điện thoại này đã bị chính thức khai tử rồi. Cuối 2022 và đầu 2023. Rất nhiều những cái lùm xùm liên quan tới việc là không trả được lương cho nhân viên, rồi tình hình tài chính khó khăn của công ty. Thậm chí là CEO tắt máy không nghe luôn. Trốn. Một dòng điện thoại nữa đó là Nubia Red Magic. Cái dòng này thì vẫn đang còn tồn tại. Hai dòng duy nhất còn trên thị trường là LG Phone và Red Magic thôi, chấm hết. Thì đơn giản là thương hiệu này là của một hãng điện thoại rất là lớn là ZTE ở Trung Quốc. Cho nên là về mặt tài chính có thể là họ sẽ không bị khó khăn như là một công ty cấp vốn, gây vốn theo kiểu là Black Shark. Và ngoài ra ấy, thì em thấy là nhiều công nghệ của Nubia sẽ được sử dụng trên nhiều mẫu điện thoại khác nhau. Đúng, giống như cái con Z50 Ultra ấy. Đấy. Con đấy chính là một con Nubia Red Magic nhưng mà không có trigger, tản nhiệt. Các bạn có thấy là gaming phone bây giờ dần dần nó sẽ trở thành là những chiếc smartphone cao cấp nhưng mà chỉ đơn giản là thêm quạt, thêm tản nhiệt, thêm trigger. Thêm đấy, mấy cái tính năng sạc nhánh rồi là tối ưu game đúng không? Đúng vậy. Và cuối cùng gần đây nhất thì một sự tạm biệt dành cho Lenovo Legion Phone. Thật ra là chúng ta vẫn còn một thương hiệu nữa là IQ. IQ. Thương hiệu này là thương hiệu con ở bên nhà BBK, là con của Vivo. Ban đầu thì được định danh là một dòng gaming phone, nhưng mà sau đó thì họ đã tái định nghĩa lại đấy, gọi là họ định hướng lại thương hiệu này. Thế thì chúng ta không thể nói thế được, bởi vì chúng ta sẽ còn những dòng khác mà tự nhận mình là gaming phone. Ví dụ như là Sony Xperia 5 Mark 2. Tài trợ giải game mà nhận mình là con gaming phone đầu tiên của Sony. Đấy. Thế thì IQ và những con Sony thì chúng ta sẽ để vào một bên. Bởi vì con Sony thì thông số rất là khiếp nha.
có màn hình tần số quét rất là cao, có khả năng sạc nhanh, có khả năng tối ưu game, và đặc biệt nó là cái con máy phục vụ cho những cái game như là COD và cái chết dành cho Lenovo Legion. Lý do vì sao đấy? Cái đấy quan trọng tới việc là định hướng của hãng như thế nào. Ví dụ như là IQ ban đầu họ định hướng khác, nhưng mà sau đó họ lại chuyển định hướng. Còn với Lenovo Legion thì khi mà họ tham gia thị trường ấy thì họ tham gia khá là muộn. Và Legion hay là Lenovo thì họ vốn có một cái mảng gaming rất là mạnh, nhưng mà chủ yếu liên quan tới laptop, tới máy bàn, tới những cái thiết bị linh kiện máy tính thôi. Và như cá nhân em nghĩ thì khi mà họ đánh vào thị trường điện thoại, họ đơn giản là cũng giống như Xperia ngày xưa, họ muốn thử nghiệm và họ muốn là không bỏ lỡ một cái thị trường mới. Họ cứ làm để gọi là đề phòng lỡ đâu thị trường này bùng nổ thì sao. Bởi vì chúng ta thì đều biết là thị trường game, đặc biệt là game mobile thì phát triển rất rất mạnh trên toàn cầu, mà Trung Quốc thì còn mạnh hơn nữa. Và thậm chí là cái doanh số của thị trường game hiện tại đã vượt qua cả điện ảnh rồi. Nghĩa là cái nền kinh tế được thị trường game mang lại trong thời điểm lâu dài thì sẽ tốt hơn một con phim đúng không? Và đặc biệt là tại sao gần đây chúng ta thấy là chủ yếu là các hãng gaming phone lại đến từ Trung Quốc? Bởi vì trong cái khoảng thời gian khoảng 10 năm gần đây thì đặc biệt là bùng nổ về kết nối internet này, những cái ứng dụng nền tảng mạng xã hội này, và đặc biệt là về cả game mobile nữa. Tencent, cái công ty định giá tỷ đô của Trung Quốc ấy, cũng chính là người đồng hành của chúng ta ở trong những 30 phút gaming, những test game ấy. PopDog ấy, Tencent chứ ai. Nếu chúng ta nói về định hướng thì coi như nói mõm đúng không? Vẫn sẽ có những cái minh chứng rõ rệt. Khi mà Lenovo họ quyết định khai tử dòng phone thì không chỉ là những con Legion cao cấp đâu, còn cả những con dòng Y nhá, những con rất là ngon. Bọn mình đã làm đánh giá rất là kỹ rồi. Mà khi các bạn ghép nó vào cái hệ sinh thái của Lenovo ấy, thì nó cũng là một cái hệ sinh thái rất đần. Lê đần. Lê đần. Nghĩa là Legion laptop thì ngon nhá, nhưng mà chuyển sang điện thoại mà cho vào hệ sinh thái thì nó đúng thật là kiểu cho có ấy. Họ chưa tạo được một hệ sinh thái thật sự, giống như kiểu là Huawei hay là Samsung hay là Apple ấy. Các cái sản phẩm đấy chưa có những tính năng đặc biệt để liên kết với nhau. Đặc biệt là Lenovo có bán quốc tế khá là nhiều. Em có xem nãy, có tìm cả mấy website kiểu bên Phần Lan, nên là mấy con Lenovo Legion Duo 2 là cũng ngừng bán rồi, mặc dù là vừa mới ra mắt được chưa đến năm. Thì nhưng mà rõ ràng là những cái phần mềm của họ để tích hợp để hỗ trợ sự tương tác giữa các thiết bị gần như là rất ít. Thế bây giờ đó là định hướng, đó là cảm quan, mõm, thông số thì sao? Anh biết Lu Weibing không? Ông ấy là phó chủ tịch của Xiaomi. Khi mà họ ra mắt cái dòng gọi là Redmi nhưng mà lại Gaming Edition ấy, các dòng K mà gaming ấy, thì ông ấy cũng đã có chia sẻ rồi, đấy là 2023 thì gaming phone sẽ chết. Và ông ấy đã từng dự đoán là doanh số của những cái chiếc gaming phone mà tốt nhất ấy thì sẽ là được khoảng dưới 2 triệu máy vào năm 2020. Mà em có xem là doanh thu nội địa của điện thoại Trung Quốc ấy, năm đó là khoảng gần 300 triệu máy. Tức là cái con số này nó chỉ là dưới 1% những cái bộ máy được bán ra ở thị trường Trung Quốc thôi. Thì đấy là thị trường nha. Còn nói về sản phẩm đi, mình là người dùng điện thoại nhiều, em có thấy là thật sự công nhận là chúng ta càng ngày càng ít cần tới gaming phone không? Những cái dòng như kiểu là ROG Phone bắt đầu ra mắt ấy, là bởi vì thị trường là những người như chúng ta khát một cái chiếc điện thoại có cấu hình mạnh và chơi game được hardcore. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có A16 Bionic, đã có pin trâu lên tới 10 tiếng, điện thoại thông thường cũng có màn hình 120Hz. Thậm chí là cái Snapdragon 8/2 bây giờ chúng ta test rất nhiều, nó rất rất là tốt. Kể cả trên Nubia Z50 hay là Red Magic 8 Pro, hay kể cả Xiaomi 13 những con tiêu chuẩn nữa, là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản gaming, nó cũng không khác biệt quá nhiều về hiệu năng. Bây giờ cái sự khác biệt của gaming phone so với điện thoại thông thường ấy, nó chỉ nằm ở hai cái trigger, một cái sạc nhánh và một cái quạt tản nhiệt, thiết kế ngầu lòi hơn, có cái game space. Đúng, hết. Thế thực ra bây giờ game space bây giờ thì các hãng bắt đầu tích hợp vào rồi, nhưng mà bản chất là những thứ chúng ta khác ngày xưa thì đa phần nó là kiểu liên quan đến hiệu năng cấu hình hơn. Đúng vậy. Mà tất cả những còn lại các bạn thấy không, với cái sự phát triển của thương mại điện tử ấy, thì cái việc chúng ta mua thêm những cái gọi là trigger, những quạt tản nhiệt, những con pin dung lượng trâu thì nó đâu phải là như ngày xưa nữa. Nó rất là dễ rồi, nên bây giờ đó là lý do vì sao mà chúng ta không còn quá cần đến gaming phone nữa. Chưa kể là người dùng đã quá quen với cái hệ sinh thái của Apple. Khi chúng ta chơi game, nhiều giải đấu thì vẫn sẽ dùng Apple mà thôi. Bởi vì là nếu các bạn nhìn thấy con này con kia ấy, thì về bản chất nó là quảng cáo, nó là tài trợ. Và kể cả những cái cảm quan và kể cả những cái thông số thì nó đều biết nói cả. Và nó chấm dứt một cái ngành gaming phone của chúng ta. Tiện đây, các bạn nào mà có nhu cầu sử dụng những chiếc điện thoại thông thường nhưng lại có cấu hình mạnh, có rất nhiều yếu tố để đáp ứng cho các bạn trong nhiều việc, từ chơi game cho tới cả những tác vụ bên ngoài, thì mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo tại Di Động Việt. Những mẫu máy flagship đỉnh cao, ví dụ như là iPhone 14 Pro Max hiện tại, cấu hình chơi game trải nghiệm cũng có thua gì một con gaming phone đâu. Tất nhiên là nó sẽ thua về nhiệt và trigger các thứ thôi. Nhưng mà đó, khoảng 27 triệu, mức giá rất tốt cho một mẫu máy như vậy rồi. Hay là Galaxy S23 Ultra cũng vừa mới được ra mắt, có nhiều chương trình ưu đãi như là trả góp 0% này, thu cũ lên đời trợ giá 1 triệu đồng. Thì tất cả sẽ trong đường link ở dưới phần mô tả video nha. Có một sự thật khá là hay nữa về Apple.
Apple đã quá đúng khi họ không gia nhập vào ngành gaming phone, cả Samsung cũng thế nữa. Bởi vì cái doanh số của những cái dòng gaming phone nó quá là thấp. Mà bản chất Apple thì bán được game rất ngon thông qua Apple Arcade. Doanh số của Apple Arcade thì khủng khiếp thế nào các bạn biết rồi. Chưa kể là những tựa game như là PUBG này, Liên Quân, Liên Minh này, mua skin là phải trả qua Apple nữa. Cái chi phí thì nó quá là cao và Apple không cần thiết phải bỏ ra thêm tiền để sản xuất một con gaming phone. Và thậm chí là nếu họ làm ấy, thì lại họ lại tự phân mảnh thị trường ra. Đúng. Và khiến người dùng bắt đầu lại đổ tiền vào một thiết bị nào đấy, sau họ lại phải tập trung tối ưu cho cái thiết bị đấy. Nói chung là họ đang cùng với cả ngành điện thoại đưa mọi cái thang tiêu chuẩn cho những cái chiếc smartphone thông thường đi lên để đáp ứng được cái ngưỡng yêu cầu chơi game của mọi người, thay vì là chỉ tạo ra những cái thiết bị gaming phone để làm cái điều đó. Và bởi vì thế nên là cái việc ra đi của những hãng điện thoại gaming phone nó là đương nhiên. Về hai người cuối cùng còn lại trên thị trường đi, tạm thời bỏ qua Sony và iQOO, chúng ta còn LG Phone và Red Magic đến từ Nubia. Thì anh nghĩ là LG Phone sẽ tiếp tục làm tốt thôi, bởi vì là họ sẽ tiếp tục ra mắt con 7 này. Hiện tại là bọn mình đã có thông tin về con 7 nha, bọn mình đã có ký những cái bản hợp đồng gọi là không tiết lộ rồi. Bọn mình sẽ có những cái bài sớm trên tay cho các bạn. Bản chất bên Asus nhá, là họ bỏ hoàn toàn dòng điện thoại thông minh phổ thông, họ tập trung hoàn toàn vào gaming, nghĩa là họ đầu tư toàn lực vào gaming. Họ chấp nhận bản ít nhưng mà nó tốt. Còn ZTE thì khó để họ có thể toang lắm, bởi vì ZTE là một tập đoàn quá khủng khiếp ở bên Trung Quốc. Bây giờ nếu mà họ dừng ấy, chỉ có là họ không thích nữa thôi. Và em nghĩ là LG bây giờ sẽ giống như kiểu Sony ấy, làm để khoe công nghệ. Và bởi vì là họ quá mạnh về mảng gaming rồi, mainboard của họ hay là laptop của họ thường xuyên đứng top 1, top 2 về những cái thị phần rồi. Mà những ông dùng laptop của LG thì cũng sẽ thích là bây giờ có thêm một con điện thoại nữa chơi game đúng không? Và sau cùng, những cái tên cuối cùng là những cái tên mạnh nhất. Chúng ta có Asus, chúng ta có ZTE, Nubia. Những cái ông làm không để bán thì mới sống, còn những ông làm để bán thì chết.